Chào mọi người đã đến với kênh của Huyền Lê nha. Hôm nay sẽ nói về cái chủ đề là nước muối. Nước muối có rửa mặt được hay không? Có nên dùng nước muối sinh lý rửa mặt thường xuyên hay không? Là có rất là nhiều chị em đặt câu hỏi này cho Huyền đó. Hôm nay Huyền sẽ trả lời theo cái quan điểm và cái kinh nghiệm cá nhân của Huyền nha. Tại vì thường là cái nước muối này là người ta sẽ dùng là dùng để súc miệng, sát khuẩn. Cho nên đó là nếu mà da mà chị em nào hoặc bạn nào á, mà bị mụn viêm á, mụn nhiều á, thì mình nên dùng cái nước muối này á, là mình sẽ thấm vào những miếng bông á, rồi mình lau mặt sơ của mình để dùng để sát khuẩn, hoặc là cái này dùng để như mà mình nặng mụn, sau khi nặng mụn á, là mình sẽ dùng để sát khuẩn trên da của mình. Còn như da của chị nào mà bị da khô á, với lại á, mà dùng nước muối rửa mặt nhiều quá thì nó cũng không có tốt, tại vì là cái thành phần muối này nó đi ra nắng, nó sẽ bắt nắng và ăn nắng rất là nhiều, nó sẽ làm khô da của chị em mình. Cho nên là nước muối này là chị em cũng sử dụng đúng trường hợp thôi, mình không nên dùng nước muối rửa mặt đâu, tại vì bình thường là mình sử dụng sữa rửa mặt và tẩy tế bào chết là được rồi. Tại vì cái này nó ra nắng, nó sẽ bị ăn nắng và lại nó làm khô da rất là nhiều. Cho nên đó là cái này phù hợp với da mụn hơn. Da mụn là dùng để sát khuẩn da thì nó sẽ phù hợp hơn nha chị em mình. Cái đó là quan điểm cá nhân và cái kinh nghiệm riêng của em là chia sẻ với mọi người. Mong mọi người sẽ tham khảo và hẹn gặp lại mọi người. Chào mừng mọi người và hẹn gặp lại nha.